rồi hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng đi tổng kết lại cái chương một này nó như thế nào bằng việc chúng ta làm cái đề kiểm tra này xem coi nó như thế nào nha và trong quá trình giải à, à, chi tiết cái đề này thì chỗ nào vướng mắt ví dụ như vấn đề những cái vấn đề kiến thức liên quan thì thầy sẽ nói lại cho các em để các em rõ ha thì hôm nay như thầy đã nhắc rồi đó chúng ta đi học à, cái buổi này là buổi à, cuối của cái chương 1 này thì sang cái buổi sau chúng ta sẽ đi qua cái chương 2 luôn nha để cho nó kịp với cái chương trình ở trên lớp của chúng ta rồi chúng ta đi bắt đầu câu số 1 dao động điều hòa là dao động điều hòa thì ở đây trong cái bài kiểm tra này thầy đã phân phân ra ở các mức độ nhận biết thông hiểu vận dụng và vận dụng cao rồi thì à, lớp mình nó thuộc ở lớp cơ bản như vậy là chúng ta chỉ làm cho những câu từ mức độ nhận biết cho tới vận dụng ở mức độ thấp thôi Còn những câu ở mức độ vận dụng cao thì chúng ta không có làm ở đây nha Đúng không? Tại vì mức độ của chúng ta chỉ ở là khoảng cái chừng 7 điểm rưỡi Chúng ta đổ xuống 5 điểm tới 7 điểm rưỡi Như vậy nhiều khi dạy cao hơn nữa thì chúng ta sẽ rất là khó và rối <laughs> một vật dao động điều hòa li độ vận tốc gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có cùng ở đây đáp án nào mấy đứa cùng gì đây ạ à? li độ vận tốc gia tốc là ba đại lượng điều hòa biến đổi cùng gì cùng à, cùng tần số góc omega đúng chưa chúng ta lưu ý điều này <laughs> như vậy chúng ta có x là bằng A cos omega t cộng phi nó đều cùng omega thằng V cũng vậy thằng A cũng vậy nha câu số 2 trong dao động điều hòa giá trị cực đại của vận tốc thì vận tốc nó có thể dương có thể âm và có thể bằng không như vậy giá trị cực đại của vận tốc đó là V max nó bằng vợ ôm anh đó và ở đây chúng ta chọn ngay cái đáp án A và giá trị cực đại của vận tốc nó ở ngay vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều dương. Được chưa? Chúng ta lưu ý điều này cho thầy nha. Rồi, câu số 3, một chất điểm dao động điều hòa biến đổi theo một chất điểm đổi điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi thì chất điểm dao động điều hòa nó đổi chiều chuyển động ở ngay tại hai vị trí biên có thể biên dương và biên âm mà ở khi vị trí biên thì lực tác dụng của chúng ta nó sẽ là cực đại Fmax bằng k nhân a. Như vậy câu số 3 này đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại đáp án C. Câu số 4. Một chất điểm một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên âm đến vị trí cân bằng thì chất điểm sẽ chuyển động nhanh dần hay chậm dần hay nhanh dần đều hay chậm dần đều? Ở đây chúng ta nhận thấy chất điểm đi từ pin âm đến vị trí cân bằng tức là ở đây từ trừ A đến vị trí cân bằng đúng không? Đây là đến ví dụ như từ điểm trừ A đây đây là A, đây là vị trí cân bằng như vậy nó sẽ di chuyển từ vị trí M1 đến vị trí M2 tức là nó di chuyển trong cung phần tư thứ ba của đường tròn đường giác và lúc đó vector vận tốc của ông ta nó cũng theo chuyển chuyển động từ trừ A về O vector gia tốc của chúng ta nó cũng theo vị vector gia tốc thì luôn hướng về vị trí cân bằng, còn vector vận tốc thì hướng theo chiều chuyển động. Như vậy hai anh này cùng phương cùng chiều với nhau thì chắc chắn đây là chuyển động nhanh dần. Nhanh dần chứ không được là đều nha. Được chưa? Rồi, câu số 5. Gia tốc trong dao động bị điều hòa sẽ biến đổi. Gia tốc thì sẽ ngược pha với li độ. Như vậy đáp án A. Câu số 6. Trong dao động điều hòa đại lượng nào sau đây không có giá trị âm? Thì mình biết rằng trong giao, trong dao động điều hòa x bằng A cos omega t cộng phi đại lượng nào sau đây không có giá trị âm? Tức là biên độ không có giá trị nào âm nè. Omega cũng không có giá trị âm nè. Như vậy biên độ đáp án D. Li độ thì là âm dương bình thường, pha ban đầu âm dương bình thường pha dao động là nguyên cái góc này cũng có thể âm dương bình thường câu số 7. trong dao động điều hòa pha ban đầu phi cho phép xác định chúng ta biết rằng pha ban đầu là cho chúng ta biết xác định thời điểm ban đầu vật ở đâu so với gốc tọa độ đúng chưa hoặc là nó ở vị trí nào đối với chuyển động tròn đều đó, thì nó ở vị trí nào trên đường tròn lượng giác thời điểm ban đầu như vậy cho phép chúng ta xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm ban đầu. Đáp án A là đáp án đúng nha. Mấy câu này thì dễ rồi. Câu số 8, vector vận tốc trong dao động điều hòa thì mình nhớ rằng vector vận tốc thì nó luôn hướng về, nó luôn cùng chiều chuyển động. Đúng không? Cùng chiều chuyển động nè. Còn vector gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Ta nhớ thầy đã nhắc lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái anh này rồi như vậy người ta nói vectơ vận tốc của vật dao động điều hòa luôn cùng hướng chuyển động đáp án b câu số 9 thì đây là công thức thôi con lắc dao động con lắc lò xo so, dao động với tần số tần số góc là omega dùng công thức ôm không mập k trên m đáp án d câu số 10 một con lắc lò xo so gồm vật nhỏ có khối lượng là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình như màn hình của các em quan sát đó mốc thế năng ở vị trí cân bằng tính cơ năng cơ năng thì chúng ta đã biết nó tỷ lệ với bình phương biên độ rồi nó bằng 1 phần 2 k a bình k chúng ta thay thế bằng m omega bình như vậy đáp án d câu 11 tần số góc là hỏi chữ omega là bằng căn bậc 2 giác chia lượng đúng không? Nhưng đề bài người ta hỏi tần số như vậy chúng ta dùng công thức là F bằng 1 trên 2 B căn bậc 2 G chia L Đúng không ạ? À, omega bằng 2 bf đó Như vậy F bằng omega chia 2 B Omega là bằng giác à, chia lượng Như vậy đáp án C Xin lỗi đáp án D ha Câu 12 một chất điểm dao động có phương trình như màn hình của các em quan sát nè chất điểm này dao động với tần số góc omega này là bằng bao nhiêu đúng chưa chất điểm dao động với tần số góc omega là bao nhiêu như vậy chúng ta sẽ omega omega là thằng trước t tần số góc như vậy nó ra là 15 15 radian trên dây đáp án đề một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình trong đó a omega là các hằng số dương pha của dao động ở thời điểm t pha là nguyên cái góc này nè như vậy là omega t cộng phi là pha nguyên góc này như vậy chúng ta phải chọn đáp án a mới là đáp án đúng nha ai thắc mắc chỗ nào thì chúng ta cứ hỏi lại nha chúng ta đừng có im lặng rồi để qua luôn câu số 14 trong dao động điều hòa của vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi như thầy đã nói rồi biên độ không đổi nè omega không đổi nè năng lượng không đổi nè omega thì nó kéo đến là chu kỳ cũng không đổi tần số cũng không đổi luôn đi chưa như vậy câu a nè biên độ tần số cơ năng là không đổi chính xác nè đáp án a luôn biên độ không đổi đúng rồi tần số không đổi rồi nhưng gia tốc biến đổi điều hòa là sai nè động năng cũng biến đổi điều hòa cũng là sai nè, lực hồi phục cũng biến đổi nè. Được chưa? Như vậy trong câu 14 này chỉ đáp án A là đáp án đúng nha. Câu 15, một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục cố định, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng, đúng chưa? Chúng ta có quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. Đúng không ạ? Dao động điều hòa thì quỹ đạo nó là một đoạn thẳng là chính xác nè. Rồi vật chuyển động dưới dạng là một hình sin nè Quỹ đạo chuyển động là hình sin là sai Quỹ đạo của nó phải là một đường thẳng mới đúng Còn đồ thị dao động của nó mới là hình sin mới được Rồi à, Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi là sai Lực kéo về là F bằng trừ KS Nó biến thiên điều hòa mới đúng Ly độ tỷ lệ với thời gian là sai Ly độ phải biến thiên điều hòa theo thời gian Như vậy đáp án A Câu 16 trong dao động điều hòa, li độ vận tốc gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cos theo thời gian. Người ta nói à, và li độ vận tốc gia tốc tức là x a và v nó biến đổi điều hòa cùng tần số góc omega thôi, hoặc là cùng chu kỳ T cũng được, hoặc là cùng tần số f cũng được. Như vậy ở đây cùng tần số góc hay là cùng chu kỳ hoặc là cùng omega đều được hết. Đáp án B. Câu 17, đồ thị li độ theo thời gian, đồ thị li độ theo thời gian, li độ là x theo thời gian như vậy x nó biến đổi điều hòa theo thời gian, đồ thị của nó là một hình sin. Đáp án C. Câu 18, chu kỳ dao động của con lắc lò xo so phụ thuộc vào Chúng ta có chu kỳ con lắc lò xo so là tôi mua kẹo đúng không ạ? Như vậy phụ thuộc vào khối lượng và quả nặng. Như vậy gia tốc rơi tự do là sai nè. Đúng chưa? À, biên độ là sai nè, nó đâu phụ thuộc biên độ đâu. Điều kiện kích thích cũng là chưa được, như vậy đáp án D nè, khối lượng của quả nặng. Được chưa? Đây phụ thuộc M đây. Câu 19, ứng dụng quan trọng nhất của dao động của con lắc đơn đó chính là xác định gia tốc trọng trường. Xong sách giáo khoa người ta đã nói rõ cho mình câu này rồi đó ứng dụng của con lắc đơn, con lắc đơn có chu kỳ T bằng căn bậc hai toán lượng giác, người ta dùng đó người ta dùng để tính gia tốc trọng trường g sẽ bằng gì đây ạ? 4 pi bình nhân l chia T bình, đi chưa? Ta lưu ý điều này cho thầy. Như vậy ứng dụng của con lắc đơn đó là dùng để đo gia tốc trọng trường. Người ta lấy một con lắc đơn có chiều dài l rồi người ta dùng đồng hồ bấm dây người ta đo chu kỳ, người ta sẽ xác định được gia tốc trọng trường g câu 20 tại một nơi xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn tỷ lệ thuận với thì chúng ta nhớ chu kỳ con lắc đơn là toán lượng giác như vậy nó tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của L đáp án D câu 21 đây công thức độc lập thời gian ta có A bình bằng x bình cộng V bình chia omega bình phương x bình cộng v bình chia omega bình phương thay x thì bằng a chia omega bình. Như vậy nó sẽ thành a bình chia omega mũ 4. Vậy nó sẽ trở thành a bình chia omega mũ 4 cộng cho v bình chia omega bình phương. Vậy câu số 21 này đáp án đúng của ông ta là đáp án C. Câu 22 đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa li độ và vận tốc. Li độ đây, vận tốc đây mình chú ý nè, mình chú ý cái cái phương trình elip đúng không? Phương trình elip của chúng ta học bên toán học rồi đó x bình chia cho a bình cộng y bình chia cho b bình bằng một đúng không ạ? Chúng ta có phương trình elip là như vậy. Như vậy chúng ta nhìn vào đây nè, chúng ta thấy phương trình giữa x với v có phải nó giống dạng elip không? vậy đồ thị mối quan hệ giữa x với v nó là một đường elip đáp án c mới được nha chứ nhiều người chúng ta chọn hình sin là sai nha mấy em để chưa ta nhớ điều này nha rồi đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ lực kéo về f bằng trừ kx trong đó k là hằng số rồi như vậy đồ thị giữa f và x đây nó chính là một đường thẳng giống như hàm số bên toán học chúng ta đã học rồi hàm số y bằng x cộng b đó đồ thị nó là một đường thẳng nhưng vì hệ số a của to nó đây là hệ số a này nè hệ số a của cái anh này là k là trừ k như vậy k là âm nè hệ số a là âm như vậy đồ thị nó là một đường xin đi xuống được chưa đoạn thẳng dốc xuống đáp án a câu 24 một vật dao động điều hòa với chu kỳ T chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng vận tốc của vật bằng không lần đầu tiên ở thời điểm nào rồi bây giờ chúng ta chú ý nè à, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng đây chúng ta có thể mở ra được chọn lượng giác ra gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng có thể là vật ở vị trí trên này hoặc là dưới này đều được hết đúng không ạ tại đều là vị trí cân bằng đề bài người ta chưa cho biết chiều chuyển động nó như thế nào hết vận tốc của vật bằng không lần đầu tiên bằng không lần đầu tiên thì có thể nó đi về vị trí biên thì từ đây đến đây là một phần tư chu kỳ nó đi một góc pi nửa một phần tư đường tròn như vậy nó là t trên bốn hoặc là nó đi từ vị trí này đến vị trí biên cũng là vận tốc bằng không như vậy nó cũng đều là t trên bốn nào ta hiểu chỗ này không như vậy đáp án đúng của câu 24 này là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng câu 24 là đáp án D nha. Ta rõ chỗ đó cho thầy. Câu 25. Tại thời điểm T thì tích của ly độ và vận tốc của dao động điều hòa âm. Rồi trong đó x nhân V Thầy đọc lại hàng tại thời điểm T tích của li độ và vận tốc dao động điều hòa là âm tức là x nhân v nhỏ hơn 0 thì vật nó chuyển động như thế nào? Thì như thầy đã nói nhiều lần rồi muốn biết vật nó chuyển động nhanh dần hay chậm dần thì chúng ta thử xem coi nó đi ở cung phần tư thứ mấy của đường tròn lượng giác. Được chưa? Đây là vị trí biên dương, vị trí cân bằng, đây là vị trí biên âm. Người ta hỏi tại thời điểm t tích của ly độ và vận tốc là âm như vậy chúng ta thấy nè khi đi từ biên dương về vị trí cân bằng có phải vận tốc nó nó theo chiều chuyển động không như vậy khi đi từ biên dương về vị trí cân bằng thì có phải vận tốc nó ngược chiều dương như vậy vận tốc nó nhỏ không nhưng ly độ của nó có phải là dương không ạ à? như vậy khi đi từ vị trí biên dương về vị trí cân bằng tức là nó chuyển động trong cung phần tư thứ nhất nè đây là cung phần tư thứ nhất thì vận tốc và ly độ sẽ ngược chiều nhau mà vận tốc và ly độ ngược chiều nhau ở đây vector đây là vector vận tốc nè và vector gia tốc của chúng ta cũng hướng về vị trí cân bằng luôn như vậy hai vector này vector gia tốc và vector vận tốc cùng chiều nhau thì chắc chắn đây là chuyển động nhanh dần vậy ở câu số 25 này Khi x nhân v nhọn hơn 0 tức là x và v trái dấu với nhau đó Thì vật chắc chắn nó sẽ chuyển động nhanh dần Nó có thể đi trong cung phần tư thứ nhất Và nó cũng có thể đi trong cung phần tư thứ 4 Chúng ta thấy khi đi từ cung phần tư thứ 4 Tức là đi từ pin âm về vị trí cân bằng nè Đúng không? Chúng ta coi Đi từ biên âm về vị trí cân bằng Tức là vectơ V của chúng ta theo chiều này mà vector V theo chiều này tức là nó theo chiều dương như vậy, vận tốc dương. Nhưng ly độ của chúng ta đang ở âm. Được chưa? Như vậy tích A nhân V, x nhân V nhỏ hơn Nhưng vector gia tốc của chúng ta cũng hướng về vị trí cân bằng luôn. Như vậy vector A và vector V nó chuyển động cùng chiều. Nó cùng phương cùng chiều thì chắc chắn là nhanh dần. Do đó câu số 25 đáp án đúng của mình phải là đáp án A. Chứ không được là đáp án nào khác. Được chưa? ta hiểu câu số 25 rồi gì đúng không ai không rõ thì hỏi nha câu số 26 dao động cơ học đổi chiều khi lực tác dụng lên vật như thầy đã nói dao động đổi chiều nó ở ở đâu dao động đổi chiều ở đâu mấy đứa hả dao động đổi chiều chúng ta thấy này dao động cơ học đổi chiều khi lực tác dụng lên vật nó ở hai vị trí biên tức là biên âm và biên dương mà ở vị trí biên thì lực tác dụng lên nó sẽ có độ lớn cực đại đáp án C câu 27 ly độ của vật phụ thuộc theo thời gian như phương trình như màn hình của các em quan sát người ta nói khi vận tốc khi và vật có giá trị khi gia tốc của vật có giá trị cực tiểu chúng ta sửa lại chỗ này nha khi gia tốc của vật có giá trị cực tiểu thì vật ở đâu ai nói cho thầy coi? khi gia tốc có giá trị cực tiểu thì vật ở đâu cân bằng hay biên âm hay biên dương hay vận tốc cực đại câu này ai nói được là chứng tỏ chúng ta hiểu bài rất là kỹ đó hả trời ơi quên rồi hả chữ nghĩa trả cho thầy hết rồi ha rồi bây giờ chúng ta coi nè ở bài này người ta nói khi vật ở đâu thì giá trị của gia tốc là cực tiểu giá trị gia tốc là cực tiểu tức là nó bằng trừ omega bình phương a giá trị của gia tốc tức là nó có thể dương có thể âm có thể bằng không đó các em hiểu điều đó cho thầy còn độ lớn của gia tốc luôn là số dương từ số 0 trở đi như vậy giá trị của gia tốc đạt giá trị cực tiểu chắc chắn nó phải ở vị trí biên dương. Tại vì A của ông ta bằng trừ omega bình phương x mà. Như vậy khi x bằng A thì có phải là A bằng trừ omega bình phương nhân A không? Vậy gia tốc đạt giá trị cực tiểu ở biên dương. Còn gia tốc đạt giá trị cực đại thì nó ở biên âm. Vậy cái câu số 27 này phải là đáp án C mới được. Chứ không thể nào chọn đáp án B em nào mà chọn đáp án B là đáp án sai đấy nha ta lưu ý điều này cho thầy nha nếu đề bài ta nói giá trị của giá trị cực đại của gia tốc thì là ở biến âm là chính xác tại vì lúc đó x bằng trừ a trừ với trừ thành cộng rồi như vậy lúc đó a max bằng omega bình phương a được chưa ta hiểu chỗ này chưa rồi tới câu số 28 mươi một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát đó với a omega phi pha là hàng số thì pha của dao động pha của dao động tức là đề bài nó hỏi nguyên cái góc này nè tức là nó hỏi nguyên cái omega t cộng phi nè người mới là pha dao động đây vậy pha dao động là hàm bậc nhất đối với thời gian không đổi là sai rồi có thời gian mà sao không đổi được biến thiên điều hòa cũng là sai nó chỉ là hàm bậc nhất thôi omega t cộng phi nó đâu có cót đâu mà biến thiên điều hòa là hàm bậc hai cũng là sai như vậy câu c câu 29 trong dao động điều hòa của con lắc lò xo so độ cứng k khối lượng m với biên độ a mối liên hệ giữa vận tốc ly độ của vật ở thời điểm t là công thức nào thì bài này chúng ta dùng ngay công thức độc lập thời gian thôi mấy em Chúng ta có A bình bằng X bình cộng V bình chia omega bình phương Mình thay thế omega bình là bằng ôm không mập K trên M Như vậy chỗ này thầy có X bình cộng V bình K thì thầy thay thế bằng K trên M Omega bình thay thế K trên M Như vậy chỗ này nó sẽ bằng X bình cộng cho M chia K nhân V bình Vậy câu này đáp án nào đây? Chúng ta chuyển qua đáp án nào? Có phải đáp án A không? Đúng không? Cộng x bình chuyển qua trừ x bình như vậy A bình trừ x bình bằng M chia K nhân V bình Đáp án A Được chưa? Câu 30 Một con lắc lỏ xo so có khối lượng M và độ cứng K giao động điều hòa nếu tăng độ cứng ca lên 2 lần và khối lượng giảm đi 8 lần thì tần số như vậy bài này chúng ta sử dụng tính thuận nghịch để chúng ta làm bài toán này chúng ta muốn biết dùng tính thuận nghịch thì chúng ta phải dựa vào công thức của nó f đúng không bằng 1 trên 2 b căn bậc 2 kẹo chia mua vậy từ đây chúng ta suy ra nè độ cứng tăng hai lần vậy k tăng hai lần tức là trên này căn trong này căn nha tăng hai lần như vậy hai trên tự khối lượng giảm đi 8 lần khối lượng nằm dưới mẫu như vậy giảm đi thì phải là 1 phần 8 xa xa tự như vậy nó ra 8 x 2 16 canh 16 ra 4 4 nằm trên tự thì chắc chắn tăng đáp án A câu 31 điều nào sau đây là đúng khi nói về sự biến đổi năng lượng của con lắc lò xo rồi chúng ta coi đề bài người ta nói năng lượng của con lắc Chúng ta so sánh từng câu nè Năng lượng của con lắc nối với omega đối với A nha ta dùng công thức là V kép bằng 1 phần 2 M omega bình A bình Rồi câu A nè Tần số gấp tăng lên 3 Như vậy chỗ này 3 bình phương lên Biên độ giảm đi 2 Như vậy đây là 1 phần 2 nhưng mà bình phương lên 3 bình phương là 9 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4 Như vậy nó sẽ 9 phần 4 9 lớn hơn 4 như vậy phải tăng lên 9 phần 4 lần Mà đây nó nói giảm đi Giảm là sai rồi Nó gài mình ở câu chỗ này 9 lớn hơn 4 thì chắc chắn nó phải tăng lên Chứ không thể nào giảm đi được nha Như vậy nếu em nào mà chọn Vô mà chúng ta thấy đáp án A này Là chúng ta làm là sai rồi đó Rồi bây giờ tiếp tục tới câu B nè Omega tăng lên 5 lần Như vậy 5 bình phương lên là 25 Rồi nhân Biên độ giảm đi 3 lần Như vậy là 1 phần 3 bình phương lên Như vậy nó ra 25 phần 9 Như vậy không đúng Được chưa Rồi tiếp tục nè Tăng 16 lần khi tần số dao động và biên độ tăng 2 Tần số dao động tăng 2 tức là omega tăng 2 Như vậy omega bình phương là 2 bình phương rồi biên độ tăng 2 tức là A 2 mũ 2 như vậy 4 x 4 ra 16 16 nằm trên tự tăng đáp án C là chính xác được chưa? Ai không hiểu chỗ nào chúng ta hỏi nha Bạn nào không hiểu chỗ nào chúng ta hỏi Câu số 23 Con lắc đơn dao động điều hòa khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần Thì tần số dao động của con lắc nó sẽ như thế nào. Đây chiều dài con lắc tăng lên 4 lần. Con lắc đơn tần số nhà f bằng 1 trên 2 bi z chia lượng. Tăng chiều dài lên 4 lần. L tăng 4 chắc chắn anh này phải giảm đi. Căn 4 thì ra 2, như vậy giảm đi 2 lần, đáp án B. 33 một con lắc đơn có chiều dài L dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do là G biên độ alpha li độ alpha vân vân khi nào có biểu thức nào thì thật ra cái bài này cái công thức này thầy đã dạy cho các em rồi nhưng vô áp lực thi cử kiểm tra nhiều bạn chúng chưa chắc đã nhớ như thầy đã nói chúng ta không cần nhớ nhiều công thức nhưng chúng ta chỉ cần nhớ những cái công thức gốc thôi để chúng ta suy ra ở đây chúng ta có cái công thức gốc là A bình bằng X bình cộng V bình chia omega bình phương. Đây là con lắc lò xo so, như vậy. Đối với con lắc đơn thì thầy có thể thay A bằng S0 bình bằng S bình cộng cho V bình chia omega bình. Nhưng đề bài người ta nói không nói đến ly độ dài mà nó nói đến ly độ gấp. Như vậy mình lại nhớ tới S0 thì bằng alpha 0 nhân L. Như vậy thầy thay thế vào đây. Nó sẽ bằng alpha 0 nhân L bình S thì thành bằng alpha nhân L bình cộng V bình omega bình phương thì bằng giác chia lượng G chia L. Được chưa? Được không? Rồi hay là chúng ta tương đương lên nè. Alpha 0 bình nhân L bình bằng alpha bình nhân L bình cộng cho V bình nhân L chia cho G được chưa rồi thầy chia hai vế cho l bình phương chia anh này cho bị l bình phương như vậy nó chỉ còn alpha không bình bằng alpha bình ở đây chia cho l bình phương thì còn v bình chia g nhân l đúng không ai có thể nhớ được thì nhớ không nhớ được thì làm ơn biết biến đổi dùng cái nha đúng không chúng ta biết biến đổi thì vô thi cử chúng ta làm chưa tới một phút nữa là chúng ta ok rồi như vậy cái câu số à, câu số 33 này đáp án đúng của mình là đáp án nào các em mình coi đáp án nào đây có phải đáp án a không cộng alpha chuyển qua hành trừ alpha như vậy alpha không bình trừ alpha bằng về bình chi G là ông Đáp án nào Được chưa Câu 34 Tại nơi có G Một con lắc đơn dao động điều hòa Với biên độ góc alpha 0 Biết khối lượng của vật nhỏ là M Dây là có chiều dài là L Người ta hỏi cơ năng của con lắc là Được tính bằng công thức nào thì đây là con lắc con lắc này dao động điều hòa như vậy chúng ta nhớ tới công thức gốc nè đúng không nhiều người biết dụ như vô thi cử chúng ta không nhớ công thức thì chúng ta nhớ công thức gốc cho thầy nó là bằng 1 phần hai k x bình nè đúng không đối với con lắc lò xo so. rồi mình thay thế k vào k ở đây thì chúng ta có đối với con lắc đơn thì omega bằng à, à, hay là bằng m 1 phần hai m omega bình x bình rồi thầy có thể thay thế vào 1 phần 2 M omega của chúng ta bằng giác chi lượng G chia là X của chúng ta chính là S đó em S bình phương Đúng không ạ? Mà S của chúng ta S của chúng ta thì sẽ bằng L nhân cho alpha S thì bằng alpha nhân L Như vậy S bình phương sẽ bằng là alpha bình nhân L bình Như vậy nó chỉ còn là 1 phần 2 M G L nhân alpha bình và đối với cơ năng của con lắc thì góc alpha này là alpha không Như vậy chỗ này chúng ta dùng công thức đáp án A là đáp án đúng nè Được chưa Em nào nhớ công thức thì nhớ Còn không thấy nhớ thì chúng ta biến độ như thế này để ra Rồi tới câu số 35 một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài L, khối lượng M dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường G. Vật có li độ dài là S thì lực kéo về có giá trị là bao nhiêu? Thì lực kéo về của chúng ta sẽ được tính bằng công thức này nè. F kéo về sẽ bằng trừ K nhân X hay là bằng K nhân S đó các em. Đúng không ạ? Bằng trừ K nhân S. Mà ở đây như thầy đã nói rồi, chúng ta có Omega à, bằng căn bậc 2. Omega bằng là Z chia lượng G chia L Được chưa Bằng G chia L như vậy chúng ta thay thế chỗ này đi Đối với con lắc đơn à, Thì lực kéo về của chúng ta Chúng ta thay thế à, Ở đây chúng ta chờ thầy một chút Thầy à, mở cái à, mở cái bài mới Chưa quay video ha Rồi bây giờ chúng ta có đối với con lắc à, Ví dụ như chúng ta có nhớ con lắc đơn nè có lắc lò xo ép lực kéo về là trừ kx hay là bằng trừ k nhân cho s đó ly độ thì chúng ta thay thế là ly độ dài là s rồi k của chúng ta thay thế bằng m omega bình nhân s được chưa hay là bằng trừ m omega bình của chúng ta là bằng z chia lượng nhân cho s như vậy nhìn vào đây có phải là đáp án A không mấy em? Trừ MG nhân L chia S chưa? Ta rõ chỗ này chưa? Như vậy cái câu số 20 à, xin lỗi câu 35 đáp án đúng là đáp án A. Rồi câu 36 có lắc lò xo so, dao động điều hòa đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng có khối lượng M dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tâm trường vân vân, đây công thức thôi. Toán lượng giác. Đáp án B. Câu 37 một con lắc lò xo so có độ cứng k gắn vào vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A tại vị trí cân bằng lò xo so dãn là x. Biết x nhỏ hơn A thì độ lớn lực đàn hồi cực tiểu là bao nhiêu? Thì các em chú ý cho thầy một cái vấn đề này. Chúng ta chú ý nha. Đối với con lắc lò xo so treo thẳng đứng, đúng không? Đây thầy nhắc à, kiến thức lại chỗ này cho các em rõ nè. Đầu tiên thầy nói với con lắc lò xo so nằm ngang đi. Lò xo so ngang. Thì công thức của lực đàn hồi chính bằng với lực kéo về luôn đó. Tại vì lò xo so nằm ngang mà nó không có độ biến dạng. Đúng không ạ? Nó không có độ biến dạng. Ở vị trí cân bằng đây độ biến dạng nó bằng không rồi. Nó bằng trừ K nhân X. Và độ lớn của lực đàn hồi lúc đó nó sẽ được tính bằng công thức K nhân cho x và lộ lớn được đàn hồi cực tiểu cực tiểu là min nè ép đàn hồi min nó chính bằng không còn lực đàn hồi cực đại nó ép đàn hồi max đó chính bằng k nhân a độ lớn nha đối với lò xo nằm ngang còn đối với cái lò xo treo thẳng đứng lò xo treo thì chúng ta nhớ công thức tính lực đàn hồi cực đại nó sẽ được tính bằng công thức k nhân delta l cộng cho e trong đó e là biên độ dao động còn delta là là độ dãn ngay tại vị trí cân bằng độ biến dạng ngay tại vị trí cân bằng đó rồi lực đàn hồi cực tiểu nó bằng không nếu delta l nhỏ hơn a. Còn nó bằng lực đàn hồi cực tiểu nó xảy ra trường hợp nữa, lực đàn hồi cực tiểu nó bằng k nhân delta l trừ a. Nếu trong quá trình dao động. Đúng không? Delta l sẽ lớn hơn a, tức là biên độ dao động sẽ nhỏ hơn độ biến dạng đó. Được chưa? Các em nhớ chú ý nhớ điều này cho thầy ha. À. Rồi khi thầy gửi video thì chúng ta có thể coi lại, chúng ta ghi lại cũng được, không sao cả. Rồi. Quay trở lại bài này, chúng ta coi nào. Đây là con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ A. Tại vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn x. Như vậy lò xo giãn ra một đoạn x thì chính là delta L bằng x đó. Và biết nó nhỏ hơn a, như vậy delta l nhỏ hơn a thì chắc chắn lực đàn hồi cực tiểu nó phải bằng 0. Đúng không ạ? Chúng ta coi nè. Khi delta l nhỏ hơn a thì lực đàn hồi cực tiểu sẽ bằng 0 đây nè, thầy đã nói đây rồi. Còn khi delta l lớn hơn a thì lực đàn hồi cực tiểu sẽ bằng k nhân delta l a. Như vậy câu số 37 này đáp án đúng của mình là đáp án C. Câu 38 một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện, so với khi quả cầu không tích điện, khi ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kỳ của con lắc nó sẽ như thế nào? Thì bây giờ chúng ta nhớ điều này ha, đây thầy có thể nói chỗ này cho các em rõ nè. Thầy kéo xuống đi ha. Rồi người ta nói như thế này, một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có cường độ điện trường hướng theo phương thẳng đứng hướng lên. Đây, giả sử như con lắc đơn của chúng ta đây. Đây con lắc đơn của chúng ta, được chưa? Rồi. À nó đặt trong điện trường đều theo phương thẳng đứng hướng lên. Như vậy cường độ điện trường của ông ta, đây là vector E của ông ta hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện, ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kỳ của con lắc nó sẽ thay đổi như thế nào? Thì mình đã biết chu kỳ của con lắc sẽ được tính bằng công thức 2 b toán lượng giác G chia L, L chia G. Nhưng khi nó đặt đây là đặt trong môi trường không có lực ngoài tác dụng Nhưng khi nó đặt trong một môi trường có thêm cái lực nào đó Thì ở đây phải là gia tốc trọng trường G phẩy Đúng không? Và chúng ta coi nè Lúc này con lắc nó sẽ chịu tác dụng của ba lực Đúng không? Thứ nhất là trọng lực B nè Hướng vào tâm trái đất Rồi thứ hai là lực tĩnh điện Chúng ta đã học ở lớp 11 rồi F tĩnh điện ép lực điện trường đó lực điện trường ép bằng xin lỗi lực điện trường nha ép bằng quy nhân e này vector vector nè vì quy quả cầu này tích điện âm như vậy lực tính điện nó sẽ hướng xuống xuống dưới nè được chưa lực tính điện của ông ta nó sẽ hướng xuống dưới như vậy là nó chịu tác dụng thêm của lực lực điện trường nữa đó chứ không phải lực tính điện đâu đây là lực điện trường hướng xuống dưới như vậy lúc đó gia tốc trọng trường G phải có phải nó bằng G cộng cho gia tốc của cái thằng F này gây ra không? Đúng không? Tính là A của thằng F gây ra hay là nó bằng G cộng cho F chia cho chia cho gì đây? F chia M đó, gia tốc thì bằng F chia M. Được chưa? Được không ạ? À? Như vậy gia tốc của ông ta có phải là nó tăng lên không? G tăng lên, mà G tăng lên thì chắc chắn chu kỳ nó sẽ giảm xuống Như vậy cái câu số 38 này đáp án đúng của ông ta là đáp án B Đúng không? Thật ra nó chịu thêm gia tốc trọng trường biểu kín đó. Đây là G, đây là gia tốc trọng trường biểu kiến đó em Câu này nó hơi rắc rối, nó hơi liên quan tới kiến thức lớp dưới một chút Câu số 39 trong dao động điều hòa của một con lắc đơn dao động nhỏ thì tại vị trí biên lực căng nhỏ nhất gia tốc lớn nhất hôm nọ thầy đã nói rồi lực căng dây t sẽ được tính bằng công thức m nhân g nhân 3 cốt alpha trừ cho gì hai cốt alpha không và lực căng dây t đạt giá trị lớn nhất nó lớn nhất thì khi góc này bằng 0 nó sẽ bằng mg nhân 3 góc này bằng 0 thì cốt 0 thì bằng 1 rồi như vậy 3 2 cốt alpha 0 và nó ở ngay tại vị trí cân bằng còn lực căng dây T sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi góc alpha bằng với alpha 0 tức là ngay vị trí biên như vậy 3 lần trừ 2 lần thì ra 1 lần m nhân g nhân cốt alpha 0 ngay tại vị trí biên Câu A người ta nói tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất là chính xác nè, gia tốc lớn nhất ok nè. Đúng không? Gia tốc lớn nhất ngay tại vị trí biên rồi. Câu A, gia tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất là sai. Tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất cũng là sai, tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất là đúng nhưng gia tốc nhỏ nhất lại là sai. Vậy câu số 39 này đáp án đúng của mình chỉ là đáp án A thôi tại vị trí biên lực căng nhỏ nhất nhưng mà gia tốc nó phải là lớn nhất. Được chưa? Đáp án A nha. Câu 40 vật nặng dao động điều hòa. Đúng không? Năng lượng của một vật dao động điều hòa là e khi li độ bằng một nửa biên độ. Li độ bằng một nửa biên độ, tức là x bằng A chia 2. Thì ở đây chúng ta có thể làm nhanh luôn nè. À. X bằng A chia 2 thì lúc đó V của chúng ta chính bằng gì? Nó liên hệ như thế nào với Vmax? Ai nhắc lại cho thầy chỗ này? Phần cái phần phương trình xin lỗi rồi, sơ đồ thời gian đó, những vị trí đặc biệt đó. Thầy đã nói cho mấy đứa một lần đó đó, không biết chúng ta về nhà chúng ta có coi lại không? Hả? À chính xác đúng rồi về mass căn 3 trên 2 Như vậy vận tốc của chúng ta sẽ bằng Vmax căn 3 trên 2 mà động năng của chúng ta sẽ tỷ lệ với bình phương vận tốc như vậy chỗ này bình phương lên có phải là bằng 3 chia 4 không vậy lúc đó động năng của chúng ta có phải bằng 3 phần 4 lần cơ năng không đáp án đề chúng ta làm như thế này cho nó nhanh đi chưa hoặc là chúng ta biến đổi cũng được nhưng mà nó hơi lâu so với cái cách này. Tại vì động năng của chúng ta, động năng cực đại nó bằng với cơ năng e rồi nè. Đúng không? Như vậy mình suy nghĩ như thế này thì mình sẽ chọn ngay đáp án đề cho thầy luôn. Câu số 41, tại cùng một vị trí dao động nhỏ của ba con lắc đơn là L1 L2 là L là bằng tổng. Như vậy, cái này công thức thầy đã ghi rồi t bằng căn bậc 2, t1 bình cộng gì? t2 bình 6 8 chắc chắn ra 10 như vậy đáp án A. À, Được chưa? Rồi, chúng ta qua phần vận dụng đây. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, bit lò xo có độ cứng là 36 N. Vật nhỏ có khối lượng là 100 g. Đây, đây là k, đây m động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số thì chúng ta đã biết rằng tần số f sẽ bằng 2f tần số dao động của con lắc tần số dao động của động năng hoặc thế năng gì đó f sẽ bằng 2f t omega sẽ bằng 2 omega nhưng t phẩy sẽ bằng t trên 2 như vậy người ta hỏi tần số như vậy mình dùng ngay công thức là omega Xin lỗi F bằng 1 trên 2 pi kẹo chim mua 1 trên 2 pi nhân K K là bao nhiêu đây? 36 M là 0,1 Căn 36 thì ra 6 2 pi 10 mũ trừ 1 chuyển lên thành cộng 1 Như vậy căn 10, căn 10 thì ra pi Đúng không? Tại vì 10 lấy bằng bi bình như vậy bi bình khai căn ra bi, bi với bi đơn giản hết 6 chia 2 được 3. Vậy suy ra F phẩy sẽ bằng 2F. Vậy nó là 6 đáp án A. Nhiều người tới đây A, 3 chọn ngay đáp án B là sai nha. Chú ý điều đó nha. Câu 44. Một con lắc đơn có chiều dài là L trong khoảng thời gian delta t nó thực hiện được 12 dao động khi giảm chiều dài đi 32 cm thì cũng trong khoảng thời gian delta t nói trên con lắc thực hiện được 20 dao động người ta hỏi chiều dài ban đầu của con lắc là bao nhiêu đúng không tức là hỏi l này là bao nhiêu nè thì bài này chúng ta cũng làm dễ dàng thôi cho hai trường hợp chúng ta cũng lập tỷ số ra thôi con lắc đơn có chiều dài L trong khoảng thời gian delta t nó thực hiện được 20 dao động như vậy hôm nọ thầy đã nói cái bài này rất là nhiều rồi hôm nọ chúng ta cũng có cái dạng này rồi chúng ta có L L1 nhân cho N bình phương N1 bình sẽ bằng L2 nhân N2 bình gì có phải bước trước chúng ta đã học câu này không hay thôi để giờ thầy nhắc lại cho mấy đứa luôn ha chúng ta có T nè T1 thì bằng T chia N1 Chu kỳ bằng thời gian chia N dao động Được không ạ à? Và nó sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của L không Được chưa Được không ạ à? Chu kỳ sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của uh, chiều dài Toán lượng giác mà Đâu có lắc đơn mà Được không ạ à? Rồi trong khoảng thời gian t nó thực hiện 20 dao động khi chạm chiều dài 32 trong khoảng thời gian đó nó cũng thực hiện được là 20 dao động hỏi chiều dài ban đầu rồi tương tự như vậy đối với con lắc 2 t2 thì bằng t chia cho n2 nó không tỷ lệ với căn bậc 2 của l2 như vậy từ hang này thầy lập tỷ số ra thầy lấy l1 thầy chia cho l2 có phải là bằng n2 chia cho n1 tất cả bình không rồi như vậy thầy nhân chéo lên đây là L1 nhân N1 bình bằng L2 nhân N2 bình ra đây. Được chưa? Rồi thầy thay thế vào nè. Mặt khác khi giảm chúng ta có thêm một cái phương trình nữa. Khi giảm chiều dài đi 32cm tức là L2 sẽ bằng L1 32 rồi chúng ta có hệ phương trình rồi. Chúng ta thế vào chúng ta giải thôi chứ có gì đâu khó khăn. L1 N1 là nhiêu? Số dao động ở đây là mấy? 12 bình phương là 144. Như vậy chỗ này là 144 L1 bằng N2 là 20 bình phương là 400 L2. Rồi L2 sẽ bằng L1 32. Thay thế vào đây

được chưa? Rõ chỗ này không? Ta chú ý điều đó nha. Rồi, câu 45. Một vật nhỏ dao động điều hòa với vận tốc ban đầu là 1 mét trên dây. Gia tốc là trừ 5 căn 3 mét trên dây bình. Khi đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc là 2 mét trên dây đúng không khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc là 2 m trên giây người ta hỏi phương trình dao động của m nó là bao nhiêu thì để viết được phương trình dao động chúng ta phải phương trình dao động của chúng ta luôn có dạng x bằng a cos omega t cộng phi vậy chúng ta phải biết a biết omega và biết phi nhìn vào đây chúng ta trước khi viết thì chúng ta đều phải nhìn đáp án đó nha Đáp án nó omega khác nhau hết, a khác nhau hết, phi khác nhau hết như vậy bắt buộc mình phải tính hết mấy câu này. Rồi, bây giờ chúng ta tính nè. À, một vật dao động điều hòa với vận tốc ban đầu đây là V0 và gia tốc đây cũng là gia tốc ban đầu. Như vậy chúng ta có vận tốc ban đầu tức là vận tốc tại thời điểm T đó em, Chúng ta dùng công thức V0 là về quên sin có dấu trừ là trừ omega A sin phi nè. Rồi gia tốc ban đầu của ông ta A bằng trừ omega bình phương x. X của chúng ta nó chỉ còn là bằng A cos phi thôi. Đúng không ạ? À? Rồi hai thằng này thầy chia nhau. Đúng không? Hai này thầy chia nhau thầy sẽ chỉ còn là bằng à, Omega sin phi thôi để cho thầy lấy hàng dưới chia hàng trên đi đúng không lấy cos chia sin đi ha lấy à, dưới chia sin lấy a không chia cho v không được không ạ à? câu này nó hơi khó lấy a không chia cho v không thì a với a mất như vậy nó trừ với trừ mất chỉ còn omega còn cos chia sin thì bằng gì cô tan của phi được chưa và đề bài người ta cho mình biết a của chúng ta là bằng trừ năm căn ba đúng không chia cho một v không của ông ta là một như vậy chúng ta để ở đây đi rồi tiếp tục chúng ta đọc tiếp theo nè khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có vận tốc như vậy vận tốc ở vị trí cân bằng là bằng không được chưa vận tốc ngay tại vị trí cân bằng là bằng không như vậy À, xin lỗi vận tốc ở vị trí cân bằng tức là li độ bằng không đó vậy chúng ta dùng công thức độc lập thời gian a bình bằng x bình cộng v bình chia omega bình phương ngay tại vị trí cân bằng thì li độ bằng không rồi như vậy chỗ này còn là a bình sẽ bằng v bình chia omega bình thầy thấy thế vào thầy nhân chéo lên đây ha thầy nhân chéo lên đây luôn đi hay là thầy suy ra omega cũng được đúng chưa thầy chỗ này thầy sẽ suy ra omega của chúng ta ở đây là bằng a vận tốc ở vị trí cân bằng đó là v mát như vậy v của chúng ta sẽ bằng omega a và đề bài ta cho biết là hai nè được không ạ <laughs> rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ tính omega tính như thế nào phi tính như thế nào và a tính như thế nào mình có mấy cái điều này rồi ai suy nghĩ nó chạy rồi hàng chờ thầy chút ha ai suy nghĩ dạy bài này cho thầy coi có em nào làm được không ai chỉ cho thầy hướng đi coi đây các em chờ thầy chút thầy mở cái file mới ha bỏ file này đi thì mở file mới thì làm cho mấy đứa rõ nè Bây giờ mình có A mát của mình Vận tốc ngay vị trí cân bằng đó là V Là bằng 2 nè Ở đây chính là V là bằng 2 nè Còn V của mình Vận tốc ban đầu mình là bằng 1 nè Như vậy mình sẽ dựa vào vận tốc ban đầu Và gia tốc mình sẽ tìm được phi Đúng không? Thầy làm chỗ này cho mấy đứa rõ nè Thầy sẽ dùng cái trục câu này nó hơi hơi nâng cao nó hơi vượt tầm của mình chút hàng nhưng mà mình thôi mình ráng theo dõi đi ha đây thầy sẽ dùng đường tròn lượng giác hai chục trục này thầy biểu thị là chục a chục dưới này thầy biểu thị là chục v được chưa v max của chúng ta là bằng hai tại vì chúng ta có vận tốc ở vị trí cân bằng là hai nè như vậy đây là hai rồi tại thời điểm ban đầu chúng ta coi nè vận tốc nó bằng một nè như vậy vận tốc là bằng một này đây và gia tốc của nó chính bằng trừ năm căn 3 như vậy vận tốc nó bằng một có phải nó nửa anh này không ta rõ chỗ này nè thầy nói nè đây là không nha từ đây đây là hai như vậy nửa đây là hai như vậy vận tốc xin lỗi nửa đây nó là một chứ nhầm ha à từ đây đến đây là hai như vậy đây là một vận tốc nó là một vận tốc đang là một và gia tốc nó là trừ năm căn ba như vậy gia tốc của nó trừ phần này phần dương của gia tốc phần này là âm như vậy đây là trừ năm căn ba vậy chắc chắn nó ở vị trí này đúng không vị trí này vị trí ban đầu đây chiếu vào vận tốc nó bằng không chiếu lên gia tốc nó bằng xin lỗi chiếu vào vận tốc nó bằng trừ một bằng một chiếu lên gia tốc nó bằng trừ năm căn ba rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm được cái góc phi này nè Ta nhìn vào đây góc này chính là góc phi nè Đúng không ạ? Góc này chính là góc phi Mà góc này là góc phi thì suy ra góc này là góc phi Chúng ta xét tam giác vuông này nè Thầy xét tam giác vuông này Được chưa? Thầy xét tam giác vuông này như vậy là thầy xin phi Xin thì bằng đối chia huyền Đối là cái cạnh này đây là tam giác vuông vuông tại đây nè. Đối là cạnh này là một Chia cho huyền là cái cạnh này. Cạnh này chính là bán kính của cái trục V. Nó là bằng 2. Như vậy suy ra phi của chúng ta nó sẽ bằng là sin 1 phần 2 thì suy ra phi ở đây nó bằng pi trên 6. Nhưng vì nó nằm ở phần âm như vậy phi của các em phải lấy là trừ pi trên 6 mới đúng. Được chưa? Tại vì nó nằm ở dưới. Theo toán học của chúng ta thì nó bằng pi trên 6 chính xác, nhưng theo vật lý của mình vì nó đang ở nằm ở phần dưới, nó đang chuyển động với vận tốc dương. Đúng không? Nó chuyện đang chuyển động theo chiều dương nè, và ly độ âm nè, và gia tốc âm nè. Tức là nó chuyển động nhanh dần như vậy, nó chuyển động đi từ vị trí cân bằng về vị trí biên dương đó. Như vậy phi của chúng ta phải là âm. Vậy mình biết được phi rồi nè. Rồi mình có phi ở đây Thầy suy ra đây thì suy ra được omega không? Vậy thầy suy ra omega bằng Tan phi tan của pi trên 6 Bấm máy dùm thầy coi Tan của pi trên 6 là nó bằng căn 3 Đúng rồi Xin lỗi cô tan nha Cô tan của pi trên 6 nó bằng căn 3 Cô tan pi trên 6 bằng căn 3 Đúng rồi Như vậy chỗ này là căn 3 Bằng trừ 5 căn 3 Cô tan của trừ bi trên 6 là bằng trừ 3. Như vậy suy ra omega của chúng ta bằng 5. Omega bằng 5 nè. Phi nãy chúng ta tìm nó ra bằng mấy đây? Phi là bằng trừ bi trên 6 nè. Như vậy omega bằng 5 phi bằng trừ bi trên 6. Loại đáp án này. Loại đáp án này. Loại đáp án này. Chỉ còn đáp án B thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta cũng có thể tính E được. Khi có omega bằng 5 rồi chúng ta thay thế vào đây nè Thay thế vào đây, thay thế vào dưới này Có phải A bằng V, v max chia cho omega không? V của các em là 2 em 2, 2 trên dây nha Đúng không? 2 mét trên dây nè Chia cho omega của các em là 5 Như vậy nó ra 0,4 m Hay là bằng 40 cm không? Ok không? Đáp án B không? Được chưa? Câu này nó hơi rắc rối một chút có em nào thắc mắc chỗ nào không? Có ai thắc Có em nào thắc mắc chỗ nào chúng ta hỏi thầy gây? Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ qua cái bài số 46. Con lắc đơn có chu kỳ là 0,4 giây, dao động với biên độ là a e bằng 5 cm. Quãng đường con lắc đi được trong 2 giây là bao nhiêu? Thì thật ra để làm được cái bài toán quãng đường của con lắc đi á, thì thật ra đây là một cái chuyên đề nó tương đối nó dài một chút. Nhưng mà thầy sẽ chú ý cho mấy đứa một điều như thế này. Chúng ta nhớ rằng quãng đường vật dao động trong một chu kỳ luôn bằng 4A. Quãng đường đi được trong nửa chu kỳ luôn bằng 2A. Nhiều người nói với thầy, vậy quãng đường đi được trong một phần tư chu kỳ, vậy là có phải là một a không thầy? chưa chắc đâu nha chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy hai cái ý này thôi được chưa rồi bây giờ mình phân tích ra nè như vậy đối với cái bài toán mà người ta yêu cầu tính quãng đường đi trong thời gian bao nhiêu đó thì bước đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái thời gian đó chia cho chu kỳ thử xem nó có nó bằng bao nhiêu nha như vậy thầy lấy thời gian đây là hai thầy chia cho chu kỳ có phải là 0,4 không được không ạ? Như vậy còn ra được 5 mông. Vậy có phải thời gian T này có phải bằng 5 chu kỳ không? Vậy quãng đường đi được trong thời gian T này có phải bằng quãng đường đi được 5 chu kỳ mà một chu kỳ là 4A, như vậy 5 chu kỳ thì các em có phải là nhân lên không? Như vậy nó ra là 20A, đúng chưa? Vậy 20 nhân cho 5 thì nó ra là 100 cm. Đáp án D. Ta hiểu chỗ này không? Được chưa? Ta nhớ ý đó nha. Thật ra cái bài toán quãng đường này nó rất là hay. Đúng không? Chúng ta nếu chúng ta học lớp nâng cao thì chúng ta sẽ thấy sẽ có một cái chuyên đề riêng nói về cái phần này, rất là nhiều. Quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất rồi tốc độ trung bình rồi vận tốc trung bình vân vân, đúng không? Rồi khi thời gian T nhỏ hơn t trên 2 hay lớn hơn t trên 2 chúng ta làm như thế nào vân vân. Rồi câu số 47. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x như màn hình của các em quan sát đó. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi có động năng bằng 3 lần thế năng. Thì đối với cái bài này á bài toán tính thời gian ngắn nhất chúng ta có nhiều cách tính có thể dùng đường tròn lượng giác có thể dùng sơ đồ thời gian có thể dùng máy tính chúng ta bấm bây giờ chúng ta thử coi nếu nó rớt vào cái trường hợp đặc biệt đó là những vị trí đặc biệt chúng ta nên dùng sơ đồ thời gian dạy cho nó nhanh nha ở bài này người ta nói rằng kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi động năng bằng 3 lần thế năng mà muốn tính sơ đồ thời gian đó, thì chúng ta phải tính được coi coi vị trí ly độ x lúc động năng bằng 3 lần thế năng là bao nhiêu nè. Nếu em nào rành rồi đó Chúng ta nhớ cho thầy ý này luôn Đây là không Tại vị trí có li độ x bằng a trên 2 Thì lúc đó động năng sẽ bằng 3 lần thế năng Nhớ Tại vị trí có li độ a chia căn 2 Thì lúc đó động năng bằng ngay với thế năng luôn Tại vị trí có li độ a căn 3 trên 2 thì lúc đó động năng sẽ bằng 1 phần 3 lần thế năng. Ta nhớ càng ra xa vị trí cân bằng thì động năng càng giảm đi. Và đây tại vị trí A tức là động năng bằng không thế năng cực đại. Và trong quá trình dao động điều hòa, trong các đề thi của bộ, người ta thường ra những cái giá trị đặc biệt lắm này. Như vậy, đề bài người ta nói rằng, thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động chúng ta thấy muốn biết lúc nó bắt đầu dao động thì tức là chúng ta thử coi nó ở ở đâu cái gì chúng ta thấy muốn biết nó ở đâu thì chúng ta coi phi nó ở đâu bằng bao nhiêu mấy đứa pha ban đầu nó bằng bao nhiêu các em nói cho thầy nghe coi đúng rồi pi trên hai như vậy chắc chắn ban đầu nó ở vị trí gì vị trí cộng pi trên hai và nó chuyển động theo chiều âm mong. Được chưa? Nó chuyển động theo chiều âm. Nó đi đến cái vị trí thời gian ngắn nhất. Tức là nó từ vị trí này bắt đầu nó chạy đi nè. Nó đi đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Tức là nó đi đến vị trí đây là trừ A trên 2 nè. Đúng không? Tại vì vị trí trừ A trên 2 cũng có động năng bằng 3 lần thế năng luôn. Được chưa ạ? Như vậy, khi mình đã biết được điều này rồi thì mình nhìn vào đây. Chắc chắn thời gian đi từ đây đến đây là bao nhiêu? Tại đây là vị trí cân bằng Ban đầu nó ở vị trí cân bằng Nó đi theo chiều âm Có phải đi từ đây đến đây không Đến đến lúc động năng bằng 3 lần thế năng Có phải ngay vị trí là trừ A trên 2 không Và thời gian đi từ đây đến đây Thầy đã nói vị trí đặc biệt Nó bằng bao nhiêu Nó bằng à, T trên 12 Vậy chọn ngay đáp án nào Các sèo Như vậy chúng ta thấy cái bài toán vận dụng Nếu mình biết cái những cái cách này thật ra nó còn dễ hơn những bài toán mà mà thông hiểu nữa. Được chưa? Ta lưu ý nếu chúng ta biết cái phương pháp này. Vậy nhớ cái điều này cho thầy nha. Vậy nhiều người, người nhiều bạn hỏi, ờ, ông thầy ông nói tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì lúc đó ly độ nó là a/2. Vậy à, sao mà thầy biết được cái vị trí này? Hoặc là nếu chúng ta không biết được cái vị trí này thì chúng ta tại sao chúng ta tính được x như thế này? Thì các em tính x như thế này cho thầy. Đây thầy có thể tính x thử coi nó có ra là a a trên 2 nha. Động năng bằng 3 lần thế năng. Rồi chúng ta muốn tính x thì chúng ta dựa vào cơ năng bằng động năng cộng với thế năng. Động năng bằng 3 lần thay bằng tại vì động năng nó nằm trong x nó nằm trong thế năng như vậy thầy thay thế. Động năng bằng 3 lần thế năng cộng với thế năng nữa là 4 lần thế năng. Động năng là 1 phần 2 Ka bình. Thế năng, đây là 4 nha, 4 để nguyên. Thế năng là 1 phần 2 Kx bình. 1 phần 2, 1 phần 2 mắt. Như vậy có phải suy ra x bình có phải bằng A trên 4 không? Suy ra x có phải bằng cộng trừ A trên 2 không? Ok không? Đúng không? Vậy nhớ những giá trị đặc biệt này cho thầy. Và như thầy đã nói rồi đó, kinh nghiệm của thầy thấy trong các đề thi của bộ, người ta thường ra những giá trị đặc biệt này lắm. Mình nhớ, khi động năng bằng 3 lần thế năng thì ở ngay đây. Khi động năng bằng cơ năng thì ở vị trí A trên căn 2. Hoặc là ở bên này cũng được, không sao cả, hai này nó bằng nhau hết. Tại vì động năng với thế năng đó, nó là một số mà, số dương mà. Rồi, khi động năng bằng 1 phần 3 lần thế năng thì ở vị trí có đi độ là A căn 3 trên 2. Được chưa? Ta ở chỗ này chưa? Rồi khi đó mình có x rồi, bây giờ mình sẽ làm thôi, mình nhìn vào đây. À, nhìn vào sơ đồ thời gian nè, em nào không biết, em nào không hiểu thì phải hỏi nha. Nhìn vào sơ đồ thời gian chúng ta sẽ có khi đi từ 0 đến trừ a trên 2, đó chính là t trên 12 thôi chứ có gì đâu. Rồi, bây giờ chúng ta qua bài số 48 một con lắc lò xo so treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ là 4, chu kỳ là 0,5, khối lượng của quả nặng là 400 g Lấy bi bình bằng 10, rồi giá trị của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là bao nhiêu? Giá trị của lực đàn hồi thì nó có thể dương, có thể âm. Nhưng bài này chúng ta nhìn vào đáp án, nó lấy giá trị dương thì mình tính là dương thôi chứ có gì đâu khó khăn rồi lò xo so treo thẳng đứng lực đàn hồi cực đại giá trị của lực đàn hồi cực đại thì sẽ được tính bằng công thức nào đây đây lò xo so treo thẳng đứng như thầy đã nói rồi ép đàn hồi đối với lò xo so treo thẳng đứng thì thầy đã nói công thức nãy đó ép đàn hồi Max đó có phải nó bằng k nhân delta l cộng cho ao không được không ạ à? vậy chúng ta phải tính k tính delta l và tính a có a rồi đúng không ạ rồi có chu kỳ có khối lượng như vậy tính k được bằng công thức nào ôm không mập ta có t nè bằng 2 b nè căn bậc 2 k trên m luôn tính công thức này cũng được nữa đó mấy đứa. rồi thầy thay thế vào nha t ở đây là 0,25 nè 2 b nè 2 bi bình lấy bằng 10 đó như vậy đây là 2 b căn bậc 2 k K chưa biết đặt là ảnh x Chia m là 0.4 Rồi coi thể tính nè Ở đây tương đương với 0.5 4 khai căn ra ngoài được 2 Ở đây 10 mũ chữ 1 chuyển lên thành cộng 1 Như vậy 10 10 bằng bi bình Bi bình đem ra ngoài là bi Bi nhân bi là 10 Như vậy chỗ này là 10 nhân 10 10 nhân 2 ra 20 Chia cho 2 Nhân K Được chưa như vậy à, đơn giản đi Thì chỗ này Hoặc bấm ship show cho thầy coi cho nó nhanh 0.5 Bằng là 10k Rồi chuyển qua là 0.05 Bằng k bình Rồi bấm k coi ra k nhiêu Bấm dùm coi trời Mấy đứa này 0 bình phương lên nó sẽ bằng là 2,5 x 10 mũ trừ 3 Newton trên mét đúng không đâu để tính lại coi nhầm lại coi mất công nó sai nữa tính lại nữa khổ 0,5 alpha con bằng 2 ship B. nhân cho phân số nhân cho căn bậc 2 phân số x là alpha x chia cho 0.4 ship show bằng Rồi nó ra là 2,5 x 10 mũ trừ 3 Như vậy K bằng 2,5 x 10 mũ trừ 3 Newton trên mét Được chưa Có K Đúng không ạ Hay là bằng 0,0025 Newton trên mét Đúng không ạ Có K rồi Bây giờ chúng ta tính delta L là... Delta L thì bằng Mg chia K. Delta L bằng Mg chia K nè. M là bằng 0,4 Nhân G là 10 chia cho K là 0,0025. 0025 10 nhân 0,4 thì ra 4. 4 chia cho 0.0025 bằng 1.600m. Ủa wow, sao nó ghê à Số lớn chứ à Tính lại dùm cây K nhân delta L bằng M nhân G Đúng rồi à, M của chúng ta là 400 độ ra 0,4 G Ở đây đúng rồi K K ở đây là bằng 0,025 Đúng rồi Lò so treo thẳng đứng dao động với biên độ 4 chu kỳ 0,25 Khối lượng của quả nặng Đúng rồi rồi giá trị cực đại của à chúng ta tính delta l dựa vào cái công thức kia đi ha chúng ta tính delta l dựa vào công thức 2 bi toán lượng giác nè mấy đứa cho nó nhanh đi ha rồi thầy thay thế vào T ở đây là 0,5 nè Bằng 2B nè Delta L thầy thay thế là X chia G là 10 nè Thầy bấm ship show chỗ này coi ra delta L là nhiêu nha 0.5 ship so alpha bằng 2 ship b nhân cho căn bậc 2 của x alpha x chia cho 10. Rồi, ship so bằng Như vậy nó ra 0.06 m. Như vậy delta l của chúng ta. Delta l của mình là bằng 6 cm bằng 0.06 m nè. 0,06m nè 0,06m nha Rồi mình tính lại K đi ha K mình tính này là chưa đúng là mình nhầm lẫn chỗ nào đó Rồi mình có Cái gì em Chỗ nào em À đây 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 đúng rồi Ôi chào ơi mình làm sai chỗ này Ngay chỗ này luôn Nãy giờ sao mà không nhắc thầy Rồi thôi lỡ rồi ha rồi, từ đây suy ra K nè. Có phải mình lộn chỗ này không? À, suy ra K từ đây ta có K sẽ bằng à là MG chia delta L. M là bằng 0.4 nhân g là 10 chia delta L là 0.06. Như vậy còn 4 chia 0,06 06 coi bằng nhiêu? 4 chia 0,06 bằng nó bằng 200 phần 3. Đúng không? Như vậy thế vào đây là 200 phần 3 nhân delta L là 0,06 cộng cho A là 0,04. Nhân cho 0,06 cộng 0,04 bằng. Nó ra là 20 phần 3. Nó ra là 2... 6,6 6, 6 mấy đó Đúng không Mình lấy nó chưa được tròn lấy Như vậy đáp án đúng của ông ta là đáp án A Được chưa Trong mấy đáp án này chỉ có đáp án này thôi Được không ạ à? Cách tính nó là như vậy Được chưa mấy đứa Ta hiểu chỗ này không Rồi ok Rồi câu số 49 một con lắc đơn dao động điều hòa nếu tăng chiều dài lên 25% thì chu kỳ dao động nó là bao nhiêu? Nó tăng hay giảm bao nhiêu? Thì mình đọc đề bài nè, nếu tăng chiều dài lên 25%. Như vậy chiều dài lúc sau là bao nhiêu? Nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ lúc đó là bao nhiêu đây? Ta suy nghĩ ngay nếu tăng chiều dài 25% như vậy L phải có phải bằng L cộng cho 0,25 không? Như vậy chỗ này nó sẽ bằng là 1,25 L. Vậy cho hai trường hợp thầy sẽ lập tỷ số, thầy lấy T Phải thầy chia cho T. Đúng không? Sẽ bằng căn bậc 2 của L Phải chia cho L tại vì chu kỳ tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của L mà. Như vậy chúng ta thay thế vào L' sẽ bằng 1,25L chia cho L căn bậc 2 của 1,25 đúng không? Chúng ta bấm lên thì nó sẽ ra là căn bậc 2 1.25 nó ra là 1, 1,118 gì đó. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra T' có phải là bằng 1,118 lần T không? Vậy có phải nó tăng lên nhân cho 10 nhân cho 100% thì có phải nó tăng thêm là 0,11,8% không? Được chưa? Vậy chúng ta lấy T lúc sau trừ cho T lúc đầu nè. Lấy anh này là 1, trừ cho 1 đó. Trừ cho T. Tức là trừ cho 1 thì có phải nó bằng là 0,018 không? Chúng này chúng ta lấy độ tăng đó nha. Như vậy nhiều khi bạn chưa hiểu thì thầy có thể nói chỗ này độ tăng của nó chúng ta lấy t phải trừ cho t nè. Có phải nó ra là 0,18 không? Hay là suy ra có phải nó tăng là 11,8% không? Được chưa? Như vậy đáp án đúng của mình là đáp án C đó. Rồi bài học hôm nay chúng ta tới đây là kết thúc nha.